Mùa hè với những đợt nắng nóng gay gắt, đột ngột và kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người, nhất là người cao tuổi. Đây là nhóm đối tượng vốn đã dễ bị nhiễm bệnh hoặc có sẵn nhiều bệnh lý nền mạn tính. Chính vì vậy, người cao tuổi cần được quan tâm và chăm sóc sức khỏe của mình để phòng ngừa nhiều tác động do nắng nóng gây ra. Có tiền sử bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường, cộng thêm thời tiết liên tục thay đổi, nắng nóng gay gắt nhiều ngày, khiến bà Phạm Thị Huệ, 64 tuổi, phải vào viện điều trị do đột quỵ. Đầu tiên là đi tắm về bị cảm lạnh, xong rồi tay chân nó rúm vào, là nó run, xương chân tay sáng, tầm sáng dậy đời con không đi được, liệt nửa người trái. Bệnh nhân vào với tình trạng đó là tắm sau cảm lạnh, nắng nóng và bệnh nhân có tiền sử là có tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân uống thuốc huyết áp không thường xuyên. Bệnh nhân vào đây với lúc đầu đó là bệnh nhân có rối loạn vận động, đó là không thể di chuyển được, liệt cả một bên nửa người trái. Và bệnh nhân không ăn uống được, phải ăn qua sông, không nói được, bệnh nhân bị thất ngôn. Đó, và trong quá trình điều trị thì mình đã đưa ra các phác đồ về các phương pháp về vận động, hỗ trợ vận động cho bệnh nhân, vận động về di chuyển và tập ăn uống cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể rút được sông dạ dày, và tập thất ngôn là bệnh nhân có thể nói được rõ như bây giờ ạ. Tại khoa lão khoa Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, tình trạng bệnh nhân nhập viện trong thời gian nắng nóng cao hơn so với thông thường. Bởi tuổi cao, nhiều bệnh mạn tính tái phát cùng lúc, việc không tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám theo lịch hẹn khiến bệnh không được kiểm soát tốt, có thể dẫn đến biến chứng nặng. Trong khi đó, điều kiện nhiệt độ cao và nắng nóng kéo dài khiến người cao tuổi dễ bị sốc nhiệt, cơ thể bị mất nước và các chất điện dài. Do vậy, mọi người cần lưu ý những bệnh mà người cao tuổi dễ mắc trong mùa nắng nóng như hô hấp, tim mạch, rối loạn điện dài, đau xương khớp. Thời tiết nắng nóng kéo dài mùa hè thì người cao tuổi là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Do người cao tuổi có sự suy giảm sức khỏe, suy giảm sức đề kháng, cộng với đó là người cao tuổi thường hay mắc các bệnh lý nền như là bệnh lý về hô hấp, bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về rối loạn chuyển hóa, vân vân. Và thời tiết nắng nóng, thời tiết thay đổi đột ngột, thậm chí có thể khiến những cái biến chứng, những cái rủi ro và biến cố nguy hiểm như là đột quỵ hoặc tổn thương thận. Để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của thời tiết, người cao tuổi rất cần được quan tâm, chăm sóc sức khỏe như duy trì chế độ sinh hoạt hợp lý, chế độ dinh dưỡng khoa học để tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cơ thể, tăng khả năng thích ứng với điều kiện môi trường thay đổi hoặc khắc nghiệt. Khuyến khích người cao tuổi bù đủ nước bằng đường uống, có thể uống từ 1,5 cho đến 2 lít nước trong một ngày, tránh uống nước quá lạnh. Thứ hai, về dinh dưỡng, đảm bảo dinh dưỡng, tăng vitamin, khoáng chất, rau xanh, hoa quả, hạn chế các thực phẩm khó tiêu hóa, đặc biệt là nội tạng động vật. Tránh tắm quá khuya, tắm quá lâu hoặc sử dụng nước lạnh để tắm. Việc nằm điều hòa thì nên duy trì ở nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C. Tắm thì khuyến cáo nước ấm từ 35 đến 37 độ C để đảm bảo an toàn, đặc biệt cho người cao tuổi. Khi phát hiện người cao tuổi trong gia đình có dấu hiệu khó nói, cầm nắm không vững, ho sốt hay tình trạng thay đổi ý thức, huyết áp tăng, buồn nôn, chóng mặt hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng cần đến ngay cơ sở y tế thăm khám và điều trị.